Lúc đầu mà thiết kế xây dựng cái nhà này ấy, thì ban đầu mình cũng chưa có cái ý tưởng làm cái vườn trên sân thượng này đâu. Nhưng mà đến khi mà đưa vào sử dụng á, thì cái khoảng trống trong sân thượng đầu tiên là mình chỉ trồng cái bồn sen bây giờ thôi. Rồi bắt đầu mình mới phát triển trồng dần dần, rồi từ từ nó được cái vườn giống như ngày hôm nay. Gia đình cần cái rau củ quả gì thì sẽ cùng trồng cái rau củ quả đó. Ví dụ như rau húng, rồi các loại rau cải, su hào, cà rốt, hoa thì đủ các loại hoa. Rồi quả cũng vậy, từ bưởi, rồi sa bu chê, hồng xiêm, đặc biệt là các loại dưa. Ở trên sân thượng này thì cái quá trình chăm sóc thì nó cũng không khác xa là so với dưới đất đâu. Chỉ có điều là mình cố gắng hạn chế được những cái mà ở nhược điểm của sân thượng. Ví dụ chẳng hạn như là những cái vị trí mà nó quá nắng nóng thì mình phải che lại để giảm cái độ nắng của nó đi. Rồi những cái cây mà ví dụ như nó không ưa nắng lắm thì mình có thể đưa vào những cái vị trí mà nó mát hơn. Rồi khi mà tưới nó cũng bảo đảm là vừa an toàn cho cây rồi vừa an toàn cho kết cấu của công trình. Thì tổng cái diện tích sân thượng nó cả trên lẫn dưới là nó là 400 m². Thì hiện tại bây giờ thì như các bạn biết, toàn bộ khu vườn mà đang triển khai đây thì nó đã phủ xanh được 300 m² rồi. Còn 100 m² nữa thì có thể tới đây, như khi mà cái điều kiện mà thời gian mà nó cho phép thì từ từ rồi mình cũng sẽ phủ xanh nốt. Từ lúc mà mình ý tưởng xây dựng cái khu vườn này đầu tiên đến được như bây giờ là nó mất khoảng độ gần một năm. Nhìn những hoành tráng này thôi nhưng mà toàn bộ các vật liệu mình sử dụng rất là những cái rất là thông thường thôi. Là những cái chậu cũ này, tận dụng này, rồi những cái thùng tôn sắt, toàn là bằng những cái thùng tôn thôi, không có cái gì kiên cố cả. Phí thì mình nghĩ là nó khoảng dưới 50 triệu. Mình thấy là ấn tượng nhất là cái hồ sen. Thiết kế cũng không cầu kỳ. Nó chỉ là hàn khung rồi ốp tôn, quây cỏ nhân tạo, tạo độ thẩm mỹ. Rồi bên trong trải bạt bình thường thôi. Mình thiết kế lúc nào cũng chỉ có 25 cm, là vừa bùn vừa nước thôi. Khi trời mưa nó xuống mà nó thừa nước thì tự nó tràn ra, đủ để cho cây sen phát triển. Thì cái cây sen này đầu tiên cũng chỉ mua vài cái bồn giống về thôi, nhưng sau một thời gian thì nó đẻ rất là dữ và thực sự là rất là đẹp, rất ấn tượng. Bản thân bạn bè đến chơi rồi gia đình những lúc thư giãn ở quanh cái hồ sen là cảm thấy rất tốt. Chưa nói nữa là hàng tháng, hàng tuần lại có thể thu hoạch được hoa rồi cái hạt sen để mình sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Vườn nhà mình đây thì nó có khoảng hơn 40 cái biển. Những cái biển này thì nó là những cái địa danh ở trong thôn xã của mình thôi. Mình sinh ra và lớn lên ở đồng bằng Bắc Bộ mà. Nó gắn liền với cả cái tuổi thơ của mình. Bản thân mình thì xa xứ mấy chục năm bôn ba ở nước ngoài ấy, cũng mới trở về thành phố Hồ Chí Minh này được 5 năm thôi. Thì khi mà cái vườn này hoàn thiện xong á, thì mình nghĩ ra cái ý tưởng là mình gắn những cái địa danh này lên từng vị trí của khu vườn. Thứ nhất là để cho nó tiện chăm sóc. Cái thứ hai nữa là cũng để thỏa cái nỗi nhớ ở quê hương, cái nơi mà mình đã sinh ra.